Chào mừng bạn đến với kênh video của Hoàng Ngọc Sơn. Thị trường tài chính có tồn tại tính chu kỳ hay không? Chu kỳ là khoảng thời gian giữa hai lần lặp lại liên tiếp của một sự việc hay thời gian để kết thúc một vòng quay hay một chu trình. Trong thị trường tài chính, tính chu kỳ thường được ví dụ như việc giá sẽ tăng hay giảm trong một khoảng thời gian nhất định và tiếp tục vận động hay đảo chiều trong một khoảng thời gian nhất định. Về lý thuyết thì chu kỳ có tồn tại trên thị trường. Ví dụ như sự thay đổi theo mùa tác động đến sản lượng nông sản, gián tiếp tác động đến giá thị trường nông nghiệp. Thị trường Forex thì chu kỳ có thể vận động theo quy luật tăng giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương. Việc tăng lãi suất sẽ tăng giá một đồng tiền, trong khi thắt chặt lãi suất sẽ làm hạ giá đồng tiền đó trên thị trường. Nhưng các yếu tố chu kỳ thường ứng dụng chủ yếu trên phân tích cơ bản. Còn phân tích kỹ thuật thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Trader có thể kiếm lợi nhuận từ tính chu kỳ thị trường hay không? Đây là câu hỏi rất khó để trả lời. Theo tôi, tính chu kỳ là có thật trên thị trường, nhưng trader rất khó để kiếm lợi nhuận từ nó. Trader là những người giao dịch ngắn hạn, hoạt động chủ yếu của các trader chủ yếu phụ thuộc vào các biểu đồ giá. Nhưng chu kỳ của biểu đồ giá rất khó để xác định. Các chu kỳ trên biểu đồ thường là sự đan xen của nhiều khung thời gian. Những chiến lược giao dịch sử dụng mô hình sóng thường có xác suất thắng thấp bởi vì không chỉ những con sóng mang tính chất chủ quan mà chúng còn tồn tại trong nhiều khung thời gian khác nhau nên sẽ dẫn đến rất nhiều biến số trong quá trình phân tích. Có lẽ đây là lý do mà cùng một trader dùng phương pháp định sóng nhưng mọi người lại có kiểu phân tích khác nhau về thị trường. Tóm lại rằng chu kỳ tồn tại trên thị trường tài chính phát sinh chủ yếu từ phân tích cơ bản, nên mình nghĩ phân tích kỹ thuật rất khó áp dụng cho tính chất chu kỳ. Nếu bạn muốn áp dụng tính chu kỳ để kiếm lợi nhuận, bạn nên nghiên cứu sâu về phân tích cơ bản, ví dụ như các yếu tố tác động lâu dài đến thị trường như lãi suất, các yếu tố chính trị. Nhưng lúc này bạn không thể tự gọi mình là trader vì bạn sẽ giao dịch rất ngắn hạn và công cụ của bạn sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào biểu đồ. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy đăng ký ngay kênh Hoàng Ngọc Sơn để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!